Vườn Trang Nhất xin chào toàn thể quý bà con trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý bà con, đây là cái cây chanh vàng, hay còn gọi là chanh Mỹ, chanh LK, chanh Tây, đều là nó. Cây này rất là đẹp luôn ạ. Cây này là cây nguyên bản của nhà vườn em nhé. Cây nếu mà tính cả chậu như thế này là cây cao được tầm 1m6 đến 1m7. Cây này đột biến luôn quý bà con này. Quả to ơi là to. Quả to bằng cả bàn tay của em luôn. Đấy, quý bà con thấy không? Nhìn quả chanh mà giống như quả bưởi luôn đấy ạ. Đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. Gốc đây, gốc này là được 3 phân nhé. Cây này cũng được hai quả này. Bà con nào mà muốn mua chanh vàng Mỹ thì liên hệ ngay với nhà vườn Trang Nhất. Cây đang rất là đẹp luôn ạ. Siêu đẹp, siêu khủng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở các video sau ạ.